Thưa quý vị, cuộc đời của mỗi con người sẽ luôn có những ngã rẽ ở mỗi giai đoạn vì cuộc sống vốn không phải là đường thẳng. Và khi gặp thất bại hay là những điều bất như ý, ai cũng hiểu rằng cách duy nhất là tiến về phía trước, không gục ngã. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được điều đó. Và với nhiều độc giả nước ta, cuốn sách Nếu không tiến về phía trước, mọi con đường đều là xuống dốc của tác giả Lâm Nhất Phù do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành đã là một điểm tựa khi mà họ rơi vào tình trạng như vậy. Và sau đây thì hãy cùng với chúng tôi đến với cảm nhận của độc giả về cuốn sách này. Cuốn sách Nếu không tiến về phía trước, mọi con đường đều là xuống dốc của tác giả Lâm Nhất Phù đến với tôi như một cái duyên. Khi tham gia thử thách đọc sách và được lựa chọn một phần thưởng là một cuốn sách, thì trong những danh sách hiện có, tôi ấn tượng với tiêu đề cuốn sách, cũng phù hợp với tình trạng bản thân khi ấy, cần một chiếc phao cứu sinh vụt dậy khỏi tâm trạng chán nản, vô định. Nếu như bạn tìm cho mình một cuốn sách được nhiều review trên mạng thì đây không phải là một cuốn sách bạn sẽ tìm được cái kết quả như bạn mong đợi. Thế nhưng nó sẽ có những cái giá trị của riêng nó. Cuốn sách gồm có 6 chương. Mỗi chương đưa vào cho người đọc những khía cạnh cuộc sống, từ những công việc, mối quan hệ, tình yêu, tình bạn. Nó không khiến cho chúng ta phải trở thành một chiến binh trong cuộc sống đầy áp lực, rối ren, mà nó như một phút tĩnh lặng như dòng nước len lỏi vào trong cuộc sống của mỗi người, giúp mình cảm thấy đối diện với những khó khăn, với những áp lực của cuộc sống một cách nhẹ nhàng, đơn giản hóa. Cuốn sách dễ đọc, tình tiết, ví dụ nhẹ nhàng như cuộc đi dạo bộ. Sách đưa ra những câu chuyện, những góc khuất của cuộc sống, những trường hợp không phải phổ biến, mà chính cái sự đối nghịch đó lại mang lại sự kích thích, hy vọng thay đổi hoàn cảnh bản thân những ai đang ở trong nghịch cảnh. Trích đoạn yêu thích của tôi đó chính là: những người nhìn có vẻ thành công một cách dễ dàng, quả thật không làm nhiều hơn bạn mỗi ngày. Chỉ là mỗi ngày họ đều nói với bản thân: bỏ một đồng tiền vàng vào đúng thời điểm đã định trước. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi hiểu là mình cần tịnh tiến mỗi ngày một chút nhỏ thôi, nhưng cũng theo kế hoạch và mục tiêu đã định ra. Cuộc đời không phải là ngọn núi lên đến đỉnh và mãi ở trên đỉnh núi, mà đó là một dây chuyền thống nhất. Chỉ cần bạn không hướng về phía trước sẽ bị dây chuyền ấy đào thải. Sau khi đọc cuốn sách, bản thân tôi nhận thấy mình không may mắn được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt. Thế nhưng mình hoàn toàn có cơ hội để hy vọng, để tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước bằng sự nỗ lực tịnh tiến mỗi ngày. Tôi tin rằng mỗi độc giả sau khi đọc xong cuốn sách này sẽ đều có những cái cảm nhận giống như tôi đã từng cảm nhận. Đó chính là sự nỗ lực hàng ngày, mỗi ngày, tuy nhỏ bé, đơn giản nhưng lại mang giá trị đời thực, thiết thực cho cuộc sống.